his dream. He said the poem comes from where you've been. It's in an ocean, the trick of fate. Is it taken to the road when the road can't wait? sympathy as you dance in time together. Tell me, where are you now? Where are you now? I will write a song for you and try to fill the space, and I'll take the time and pass it to wander from afar. Maybe I'll try to find you, though you never left a trace. Maybe I will know who you are. Maybe then I will know who you are. Các bạn vừa mới được thưởng thức một loạt những ca khúc cực kỳ hay đến từ ca sĩ Alan Taylor, một giọng ca đồng quê rất là nổi tiếng. Thì hôm nay thật là cực kỳ bất ngờ luôn, mình cũng nghe ca khúc này với một cặp loạt quá bình dân mà nó lại thể hiện cái chất âm đẳng cấp như vậy. Ta nghe chúng ta đã biết rồi, đó là đồ loa Pioneer CS-7100 với mức giá chỉ 7,5 triệu thôi. Mình công bố luôn mức giá thì các bạn đã được thực sự là một sở thính, người ta nói một sở thị nhưng mà đây gọi là một sở thính sở thị luôn, nghe cực kỳ chắc. Nếu các bạn nhìn tận mắt nghe tận tai á, thì sẽ hay hơn rất là nhiều, nhưng mà tất nhiên là đang dịch Covid nên mình test cho các bạn nghe online như vậy cũng là các bạn cũng đã nghe được khoảng 70% được chất âm của nó rồi. Đó là Pioneer CS-7100 này, là có thiết kế rất là đặc biệt của dòng CS, giống như A7 này, A77 này, A9, A99 này, càng nó đây đó, sở hữu 3 đường tiếng bass 25, rồi trép điện hay còn gọi là trép digital, mic giấy, mic này nó có một cái lưới để bảo vệ. Loa này cái thùng của nó rất là đẹp, màu của nó là màu, mà đó là đây là màu gì ta, màu cánh gián, màu bóng rất là đẹp đó. Rất là đẹp, thông của nó gần như là đẹp hoàn hảo luôn. Loa này thì hệ thống loa nó nằm ở giữa nên nó cũng không có phân biệt trái phải nha các bạn, chỉ có lỗ thông hơi thì nó nằm một bên thôi. So với cùng tầm giá như là SI7, không, xin lỗi, so với cùng cái thiết kế như SI7 thì cặp này rẻ hơn, cặp này chỉ 7,5 triệu thôi, trong khi SI7 là nó khoảng 11-12 triệu, nhưng mà chất âm thì nó gần như là ngang ngửa nhau, không có gì quá khác biệt. Mình quay phía sau cho các bạn nhìn nha. Công suất 70W một loa, trở kháng 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản nha. Số series trùng luôn. Đây. Chỗ gắn dây loa là gắn mỏ chim. Trong video này thì mình cũng ghép với một cái Ampli cũng bình dân đến từ Onkyo 8250, có hỗ trợ chơi nhạc kỹ thuật số luôn. Chúng ta có thể gắn ổ cứng vào chơi, hoặc là chơi qua Spotify, chơi qua cáp quang vào cũng được, rất là đơn giản. Rồi thì mức giá là 7,5 triệu nha. Thì kết thúc video này tại đây. Thì hôm nay thì mình đã test nhạc trước và test bài nói sau. Thì các bạn nào xem kênh của mình nhớ chia sẻ những video bổ ích để mọi người khác không biết. Ai có nhu cầu về nhạc chất lượng cao, về USB, về ổ cứng thì cũng có thể liên hệ mình. Và mình có bán USB ổ cứng chép sẵn nhà. Một USB là 800.000, 128GB. Còn một ổ cứng là 1000 GB, giá 2 triệu. Ổ cứng như thế này là mình cắm phía sau cái Ampli này mình chơi. Còn USB thì đây, USB quạt xe đó, USB đó. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.